Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Thưa quý vị, mỗi tuần là những người bí ẩn khác nhau, mỗi tuần là những câu chuyện vui khác nhau, nhưng có những điều không khác, đó chính là những gương mặt quen thuộc của chương trình: đội chủ nhà nghệ sĩ Trấn Thành và nghệ sĩ Việt Hương. Thưa quý vị, liên tưởng tới bộ phim Ông Bà Smith. Dạ vâng. À, xin chào bạn. À, chúng tôi hiện nay là những cái người mà gọi là đang nằm trong cái xu thế trending đó, nên chúng tôi dạo này là theo phong cách quý tộc sang trọng và không có biết nói tiếng Việt rành lắm. À, không biết tiếng Việt hả? À, đây là Madame Hương mới về được từ Pháp. Madame Hương nói vài câu để cho thấy mình còn nhớ một ít tiếng Việt thôi. Dạ, chị quên tiếng Việt rồi, mình đi cũng được 2 tháng 18 ngày đó. Hôm nay nghe điện thoại là cái nhóm bạn thân học cũ á. Không, no. Sao vậy? Không, có muốn chơi lại với cái đám bạn cũ. Cái nhóm bạn của Madame Hương ngày xưa đó, bây giờ họ khác, bởi vì bây giờ họ không còn nói nhiều như ngày xưa nữa. Bây giờ họ nhẹ nhàng trữ tình sâu lắng. Hồi xưa ồn lắm, hồi xưa đi tới đâu mắc cỡ lắm, nói mà nhức đầu luôn đó. Đúng rồi, xin mời sự xuất hiện của nhóm bạn cũ của Madame Hương. Xin giới thiệu tới quý vị khán giả, ngay chính giữa trung tâm của nhóm đó chính là Jennifer Yang. Yeah. Bên tay trái là David Dự. Ok. Bên tay phải là Tiffany Lâm. Đi đóng hụi hả? Sao mới không dữ vậy? Giống như để cho tụi em chào có được không? Dạ, xin mời. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với chương trình Người Bí Ẩn. Và đội chúng tôi tên là Lặng Thinh. Và phương châm sống của đội chúng tôi là đứa này ngưng, đứa kia nói, đứa kia nói, đứa kia nói theo, đứa kia mệt, đứa kia xỉu nghỉ. Nói nghe nè, là có vợt chưa? có vợt với nhau. Nhớ mình ra đòi nợ mà cô quên hả? Đòi nợ chứ. Tự nhiên đâu ra sang trọng được vậy, mượn tiền mình không bao giờ không trả kìa. Đúng rồi. Mà còn ra vẻ sang trọng nữa. Ủa nói gì bên em mượn tiền hả? Madame Hương như vậy sang trọng vậy, từ đại lộ Saint-Élysée Paris về mà làm gì mượn tiền, nói gì vậy? Bởi vậy chị phải kéo mùng xuống để chị nhìn tụi em qua một cái lớp lưới đó, tụi em hiểu không? Nhỏ em bé sang lên mắt gì tự nhiên tôi phải mượn tiền. Bây giờ đâu ra đôi dài, đôi guốc cái đầm hay là cái tóc đẹp vậy mượn tiền tôi không? Bây giờ guốc lên xong bây giờ lên mặt hả? Mượn tiền của ai trong ba người? Ai mượn hết luôn? Mượn hết ba đứa mình luôn nè. Lúc mượn á, đứa khóc đứa quỳ. Lúc đòi nó bắt mình quỳ y chang. Lúc mượn thì nó thở than. Lúc đòi nó thì nó nói ngang đủ điều. Lúc mượn nó nói nhẹ hiều. Lúc đòi nó chửi thiếu điều mẹ cha. Chửi xong kiếm chùa nào gần tụng kinh sám hối lần lần cho nghiệp tan. Trời ơi. Vậy chị làm gì đâu mà giận gì trơn. Nè, nhẹ nhàng nói là nó nhẹ nhàng hai thôi nha. Hai cái mặt nè, hai cái mặt nền nã sang trọng quay qua nhìn. Dạ, nhẹ nè. Nhẹ nè. Khi nào có tiền anh chị trả, cười vô mặt đó nè. Ủa gì kỳ vậy ta? Ủa xin trời đó vậy? Con biết rồi, con biết cách để đòi nợ rồi. Bây giờ ráng chơi thắng ở bển đi, giật hết tiền ở bển về coi như trừ nợ. Đúng vậy. Thắng tụi tôi là tụi tôi trả nợ, còn thua là ra về tay trắng. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, ở đây có ba nhân vật. Lê Dương Bảo Lâm là ca đặc biệt nhất sau 6 mùa, từ người bí ẩn không thật trở thành người chơi thật của người bí ẩn. Và còn nhớ luôn, ảnh là cái anh bán phá lấu bên quận 4. Đúng. Mời em. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ba ở. Em là Dương Lâm bán phá lấu quận 4 nè. Cho chị địa chỉ, qua bển ăn phá lấu ủng hộ nha. Và bây giờ là một sự bất ngờ khi Lê Dương Bảo Lâm đã vượt qua
nhiều khó khăn trong cuộc sống ha, để mà bây giờ là một nghệ sĩ đồng nghiệp với tụi tôi và ngồi ghế là người chơi ngày hôm nay. Cho nên đối với Lê Dương Bảo Lâm, hôm nay thắng thua không thành vấn đề. Bậy chị, không có chị. Và là em phải cố gắng đem 50 triệu về ngày hôm nay. Thì năm 2015 là em đứng trên đó là em biểu diễn, và năm 2019 là em ngồi dưới đây. Tự nhiên với cái không gian và thời gian này em muốn hát một bài Anh Dương Lâm Đồng Nai. Thôi được rồi, rồi. Bài đó hát hoài, chương trình nào cũng hát. Cái bài đó giống như là cái bài mà nhạc chủ đề của em vậy. Người bí ẩn đợt thứ tư. Hãy tìm một diễn viên tham gia trong một tiết mục múa Siva. Là 8 người đúng hả? Múa Siva là trong múa chăm mình đó. Dạ. Để trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp thì cần có rất nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Ở đây không có ai có thể trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp. MC múa được không? Lùng quá bỏ rồi nha. Chỉ có tôi. Tôi chính là diễn viên múa trong tiết mục Siva. Ồ. Mời bạn số 2 nè. Miệng đời nghiệt ngã quá mà. Em ốm thì người ta nói em suy dinh dưỡng. Em mập thì người ta nói em ham ăn. Em đi xa thì người ta nói em là trốn nợ. Mà em ru rú ở trong nhà thì người ta kêu em ích kỷ. Em tới đây em tham gia chương trình này thì người ta nói em là người giả. Cho nên em quyết định đi học múa để cho người ta đừng có la em nữa. Và em chính là diễn viên múa trong tiết mục Siva. Rồi, loại số 1, số 2. Sạm. Và để liên tục chương trình, xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với một nhạc phẩm Anh Dương Lâm Đồng Nai. Anh Dương Lâm Đồng Nai. Trời ơi, oh. Hot quá rồi. Và nhạc phẩm xin phép được bắt đầu. Hey, hey. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình xa xa. Anh trùng gian miền Trung đã chinh phục ước mơ đời mình sung sung. Còn em này thì ở Phan Thiết, ba má em sớm hôm tạo tầng. Để giờ đây em là diễn viên múa Siva. Em chính là diễn viên múa trong tiết mục múa Siva. Số 1. Trời ơi, cái gì vậy? Bạn đau nhức xương khớp, cơ tay cơ chân cứng ngắt, đau đến mức chỉ có thể ngồi một chỗ lai chi như Dương Lâm. Hay đau hơn khi ngày càng mập lên như Trấn Thành. Đừng lo, đã có thuốc giãn cơ tê thả ga. Thuốc giãn cơ tê thả ga có tác dụng giảm đau đầu, chống rụng tóc, chống răng hô. Chống răng hô. Tê thả ga, thuốc tốt cho mọi nhà. Nhờ sử dụng thuốc này mà cơ thể em nó mềm mại, nó uyển chuyển như thế này đấy. Em chính là diễn viên múa trong tiết mục múa Siva. Giang ơi Giang, em kêu đẩy cái mâm này vô ông chị đi. Rồi, loại nguyên cánh này quá kìa trời. Cái tàu 1 là cái tàu giải trí. Rồi qua cái tàu 2 mới tàu nghệ thuật. Nghệ thuật nè, nghệ thuật tới nè. Qua lối ngò vào nhà em, muốn nghe vào thăm sở ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa 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 rồi hey xa 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 ai 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 tôi là diễn viên múa trong tiết mục múa Siva. Rồi bỏ số 5 đi nha. Đi qua mắt bên này đứng luôn. Đúng rồi, cái tàu này nó hết chỗ, nhỏ đi qua bên đây thôi, đứng đây xíu đợi hai đứa nữa rồi qua chung luôn. Không bé, mấy bé này thiệt đàng hoàng lắm, coi sang lắm rồi nha. Số 6 ok đó. Một điệu múa vừa chậm rãi vừa tinh tế. Nó đó. Một điệu múa thanh nhã và cao quý. Tiết mục múa Siva hôm nay em biểu diễn sẽ khiến khán giả vô cùng thích thú. Và em chính là diễn viên múa trong tiết mục Siva. Đúng rồi. Không tin. Không tin. Chị Lê Giang. Dạ. Nhà chị ở đường Hồ Thị Kỷ nên chị thích thẩm mỹ. Nghe em ở Bà Nà. Nghe ở Bà Nà. Nên em là diễn viên múa Siva. À. Mời số 8. Đó, xuống rồi đó, chết rồi đó. Đó. Rồi trời. Rồi trời. Rồi. Chết rồi. Hai. Hai ơi, xin nhìn đi tôi. Tôi chờ ngày tháng cho chúng ta. Có những phong mà. Trời ơi. Trời ơi. Hát vang lên, ô la la cha cha. Nào ta cùng múa Siva vang, nào ta cùng múa Siva vang, cùng vui ngày tháng mộng mơ. Tôi chính là diễn viên múa trong tiết mục Siva. Dạ vâng.
Như vậy là chúng ta đã có một dữ liệu nho nhỏ để tìm ra đâu là người bí ẩn thật ở vòng thi đấu thứ tư này. Số ba. Số điểm là số ba. Dạ. Muốn Siva là muốn sao? Đây là một câu chuyện dài anh ạ. Ngày xưa, lúc mà em còn học ở trong trường, cô giáo có dạy em múa Siva là múa của dân tộc Chăm. Hết rồi đó. Hết rồi đó. Dài à? Dài chứ, câu chuyện dài. Số 1 cái bụng ăn gì mà mỏng vậy cưng? Dạ cơm má nấu. Ăn cơm sao mà múa được, rồi lỡ rồi sặc cơm rồi sao? Dạ ăn cơm xong mới múa chứ anh. Thí dụ trước khi ăn cơm múa được không? Trước khi ăn cơm nửa tiếng mới múa được anh ha. Sau khi ăn cơm bao nhiêu lâu rồi mới múa được? Sau khi ăn cơm nửa tiếng anh. Cũng nửa tiếng luôn phải không? Dạ. Em múa liên tục nửa tiếng được không? Dạ múa nhiều hơn cũng được luôn anh ha. Siva động tác sao vậy số 2? Em không phải là từ điển bách khoa cho nên em không thể trả lời anh được. Cho anh biết dài cái cơ bản của múa Siva nó ra làm sao nè. Cơ bản của múa Siva tùy thuộc vào người biên đạo. Hay. Số 4, thí dụ mà niễn như em múa được không? Múa được ạ, em múa gì em múa được. Múa Siva là nghề của em rồi. Mà em lợt quá rồi xem múa điệu múa Siva dành cho những con người khác người như em ạ. Đi múa đi chợ với em. Đi múa. Cái điệu múa đó là phải bưng cái chậu ra hả? Ừ, tí múa thử cho mà xem. Rồi múa coi. Cái này là múa Siro rồi ông ơi. Tôi nghe nè, nãy giờ tôi ngắm hoài cái bà số 5 mới đứng xấu tàn nhẫn luôn nha. Có diễn viên múa nào mà đứng được cái thước xấu như em á. Cái bà số 5 là chị đã gạch từ đầu rồi. Bé Năm, chị thích em lắm nhưng mà thiệt tình luôn, từ đó giờ chị tiếp xúc biết bao nhiêu diễn viên múa, không diễn viên nào đứng xấu được như em hết trơn. Bé Năm, cái cưng em quá. Em đứng đẹp lòi sao chị? Cưng lắm, cái chân vậy khó đứng lắm. Hỏi bà số 6, ví dụ như là mỗi một cái múa thì nó sẽ nghiêng về chân nhiều, tay nhiều, hoặc là cái cần có độ dẻo nhiều, cần có thần thái, cái nội tâm nhiều, thì cái bộ môn này cái nào khó nhất? Dạ phần uốn eo là khó nhất. Ví dụ là ngửa ngược người ra hay là lắc cái vùng eo không hay là sao em? Dạ như động tác uốn cong eo. À là khó nhất. Dạ. Cho chị hỏi bạn số 7, để khởi động khi múa cái này cần cái gì quan trọng nhất để em khởi động? Em nghĩ là cần đồ dẻo, mềm dẻo. Bạn số 8, hồi nãy em ra đây em nhảy là em nhảy cái gì? Nhảy cho vui. Nữa hả em? Dạ em nhảy cha cha cha. À nhảy cho vui thôi đúng không? Không có dạ, dính dáng rồi tới à. Ngày hôm nay đúng không em? Em học múa bao lâu rồi? Dạ em học múa từ năm 2004 ạ. Chị số 5. Bà số 5 đổi tướng nữa. Chị đi chùa cầu duyên hả chị? Giận xấu mấy năm. Giận xấu. Số 4, cho em hỏi số 4 nữa. Thường thường người ta múa Chăm, ta biết nói tiếng Chăm. Em nói thử câu nghe coi, hoặc là hát tiếng Chăm. Hello, hello. Tiếng Chăm mà hello. Tiếng Chăm mà hello. Chăm. Chăm. Số 3. Cho gợi ý đi. Bây giờ là gợi ý của chương trình Người Bí Ẩn. Xin mời. Đồ nhảy nữa kìa. Trời ơi. Số 3. Rồi. Bây giờ xin mời chọn con số của mình. Chọn số 7, kết quả sẽ có sau vài phút giải lao. Sau giải lao, kết quả của chương trình là trong 7 cái con người này, bà số 7 bà chân thành nhất. Bà nói chuyện kém nhất. Mấy cái người này mồm 5 miệng 10. Mà khi mà cho nhảy á, chị không nhảy. Bà nhẹ, chị bà xoay nhất. Nhẹ một cái mà cái chân đúng. Bà xoay đúng là cái chân để vậy mà xoay. Và không có nhảy một miếng nào trơn rồi. Chúng ta đến với vị trí số 1, xin mời. Dạ em tên là Nguyễn Anh Tuấn. Em đang học Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành tổ chức sự kiện. Dạ em không phải là người múa trong tiết mục Siva, mà em chính là diva của cuộc đời mình rồi. Diva. Dạ xin chào anh chị, em là Tường Vi, hiện tại em là sinh viên năm 3 của trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật. Hai đứa học cùng lớp. Đây, nữ hoàng
Xin mời. Em không phải là diễn viên múa trong tiết mục Siva, mà em là giảng viên dạy múa. Trời, mấy anh chị mà muốn học múa liên hệ em nha, nhất là anh Dương Bảo Lâm nè. Học múa em đi, bảo đảm lên livestream là bao triệu view. Sao dễ tin bảo nha. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Cưng ơi, yeah. Đây nè, chúng ta đến với anh Tư bán thuốc tê nè. Em không phải diễn viên múa trong tiết mục Siva. Biết rồi. Anh Dương Bảo Lâm ơi. Cái gì? Đó là gì anh? Cho mộ vành tha. Gì? Hâm mộ. Trời ơi. Ôi, tôi giới thiệu đã. Trời ơi. Trời ơi, dễ thương quá. Ra đường đừng làm thế, nó tưởng giật ra truyền nó bắt trò nó nhá. Dạ, em thì đang là học viên sân khấu của Hùng Vân ạ. Và công việc chính hàng ngày của em là đi live stream bán các mặt hàng, ai thuê gì thì bán đấy. À, cũng chụp đồng nghiệp đấy. Đồng nghiệp hả? Đồng nghiệp đấy. Đồng nghiệp đấy. À, đồng nghiệp hâm mộ. Đây, chị Năm chuyên về múa. Bà Ham à, bà Ham à, chiều nay chúng tôi dắt ma đi ăn cơm gà. Bà Ham à, bà Ham à, trời ơi biết hát chứ đâu biết múa Siva. Dạ, em tên là Ẩn Ẩn, em là diễn viên hát lô tô chuyên nghiệp đến từ đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời. Em không phải là diễn viên múa trong tiết mục Siva. Trời ơi, bà làm gì nó cũng lộ ra trời ơi. Em tên là Thùy, hiện nay là diễn viên múa tự do, em không phải là diễn viên múa Siva. Em tên là Lê Thanh Thanh, em là diễn viên múa đến từ vũ đoàn Án Vàng chứ không phải là diễn viên múa tiết mục Siva. À, thế thì mình múa chuyên về thể loại nào? À, dạ thường thì em múa dân gian hoặc là đương đại ạ. Đây, người điềm tĩnh nhất. Nói gì nhiều hết trơn, nhẹ nhàng thôi. Chào mọi người, em là Đỗ Hình Thị Quỳnh Anh. Hiện em là diễn viên của nhà hát Fisherman Show Phan Thiết Bình Thuận. À, Phan Thiết luôn. Rồi, tạm biệt những người bí ẩn. Chào nha mấy bà. Thưa quý vị, và sau đây Đỗ Huỳnh Thị Quỳnh Anh cùng các bạn của mình đến từ nhà hát Fisherman Show sẽ trình diễn một tiết mục mang tên là Huyền ảo Siva. Thank you.
Một tiết mục thường là mất bao nhiêu tháng? Dạ, như tụi em nó tập thường xuyên nên là cũng quen rồi, nên là một tiết mục là tụi em chỉ tập khoảng từ 3 đến 4 ngày là xong. Những tiết mục như thế này thường là diễn ở đâu? Trong chương trình nào? Dạ, tiết mục này là thường biểu diễn hàng đêm ở sân khấu Fisherman Show, Huyền Thoại Làng Chài, vào tối thứ tư, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần tại sân khấu Làng Chài. Vỗ tay cho các bạn đến từ Fisherman Show.